Đây là cái máy tôi cao tầng. Khi cấp nguồn vô cho nó, dùng một miếng kim loại để ngang cái này thì nó sẽ nóng. Này, sẽ để một cái miếng nhựa thông lên cái miếng này. Này, đưa vô. Nó sẽ đỏ lên. Đây là cái bóng đèn, để bóng đèn gần bóng đèn sẽ sáng lên. Này là cuộn dây 0.5 vấn 10 15 vòng. Cái này cái dây con điện trở 1 kg, cái con bóng đèn led. Cuộn dây này dây 2 ly vấn 5 vòng. Này cái tủ. Tủ này 250V, 0.22W hoặc 0.33W. Này cái biến áp E28 dùng dây 2 ly quấn 10 vòng. Này không có dây 2 ly, quấn dây không dây 0.6 chập đôi. Này có MOSFET IGR1405. Chân G có điện trở 100 ohm xuống mát. Hai con giống nhau, con điện trở 220 ohm. Này là chéo cái chân G với chân D của nó với nhau. Này cái lưng của nó ấy cách điện với nhau, lót ra cái cách điện vô. Này có cái sơ đồ của nó lên đây. Này cái cuộn dây không không có điểm giữa. Này hai cuộn cảm nguồn, cái biến áp E28, cái tụ tụ mắc song song. Hai chân nguồn cấp vô đây. Này chân S trừ 12V. Này điện trở chéo chân với nhau. Này chân G, chân D, chân S nó đây. Đây chân 1, chân 2, chân 3.